Chào các bạn, trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối cái ứng dụng VipShot với camera của VistaCam hoặc là một số những cái thao tác cơ bản trên cái VipShot. Cái VipShot này thì nó không phải là cái ứng dụng chính thức của VistaCam, tuy nhiên thì mình vẫn muốn giới thiệu tới các bạn vì nó có một số những cái lợi thế như là ứng dụng nó rất là nhẹ và khi mà các bạn đi ra ngoài ấy, thì sử dụng 3G nó cũng nhẹ chứ nó không nặng như cái ứng dụng chính thức và giúp cho các bạn xem hình nó được mượt hơn. Và cái điểm quan trọng nữa là cái ứng dụng này nó không bắt tạo tài khoản gì cả. Tuy nhiên chính vì nó không bắt tạo tài khoản gì cả nên các bạn chỉ có thể sử dụng được ở trên điện thoại di động thôi, chứ không thể sử dụng ở trên máy tính. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên thì vẫn sử dụng một cái dây mạng. Cái dây mạng này thì các bạn cắm vào cái bộ phát wifi và cái VistaCam. Cái cách này để chúng ta kết nối nó nhanh hơn. Sau khi thì cắm vào xong thì chúng ta sẽ cắm điện. Các bạn lưu ý là khi cắm điện thì phải đợi cho nó khi nó khởi động xong. Khởi động xong của cái VistaCam thông thường nó sẽ cổ của nó sẽ quay đi quay lại, quay lên quay xuống, sau đó nó dừng thì nghĩa là xong. Sau khi khởi động xong thì các bạn phải kết nối wifi đúng vào cái bộ phát wifi mà đã cắm dây mạng. Ở đây thì mình sẽ tiến hành kết nối đúng cái bộ phát wifi cắm dây mạng. Sau khi kết nối xong thì các bạn sẽ chạy cái ứng dụng VipShot. Cái ứng dụng VipShot này thì các bạn có thể lên CH Play để tải và cài đặt. Cái này thì gõ đúng cái chữ VipShot trên CH Play sẽ có ngay. Trên cái ứng dụng của iPhone thì nó vẫn chưa có. Đây là cái giao diện của VipShot ngay từ đầu, các bạn đã nhìn thấy nó cực kỳ đơn giản rồi. Để mà tiến hành kết nối nó thì cứ chạm vào phần dấu cộng này thôi. Có hai cách, một là search, hai là nhập trực tiếp cái mã UID. Cái mã UID thì nó ở phía dưới đáy của cái VistaCam hoặc là mã search. Nếu mà cắm đúng dây mạng rồi trong cùng một hệ thống mạng thì search một cái nó sẽ ra ngay cái mã UID. Sau khi ra mã UID thì các bạn chạm tay vào, đó, nó sẽ hiển thị ngay lên đây. Phần mật khẩu thì tất cả các VistaCam đều có mật khẩu mặc định là 6 số 8. Các bạn lưu ý sau khi mà kết nối xong thì các bạn nên đổi cái mật khẩu đi. Tại vì nếu như mà ai mà biết được cái mật khẩu của các bạn thì họ cũng có thể kết nối vào cái máy của bạn để mà giám sát ngược lại bạn. Rồi sau khi nhập mật khẩu xong thì sẽ chọn OK. Và camera bắt đầu tiến hành kết nối. Khi trên trạng thái status báo là online, nghĩa là đã kết nối thành công và các bạn có thể xem được. Các bạn lưu ý nhé, sau đây chúng ta vẫn đang cắm dây mạng. Tất nhiên là chúng ta dùng cam wifi thì không ai thể đi sử dụng cái dây mạng được. Mà cái dây mạng này nó chỉ là như là một cái mồi thôi để kết nối cho nó dễ. Sau khi sử dụng dây mạng kết nối xong thì chúng ta sẽ chuyển về chế độ wifi. Bây giờ các bạn sẽ chọn vào cái nút ở phía bên phải, chọn setting. Các bạn quan tâm đến cái phần wifi setting, rồi chọn wifi manager. Ở đây nó sẽ hiển thị lên cái sóng wifi cần phải kết nối. Mình sẽ chọn cái sóng wifi cần chuyển. Nhập mật khẩu wifi cần chuyển. Done. Ở đây nó sẽ có cái thông báo này yêu cầu chúng ta sẽ rút cái cáp mạng ra, sau đó thì camera nó sẽ khởi động lại. Sau khi rút cáp mạng ra thì cần phải đợi camera nó khởi động lại. Cái thời gian đợi camera nó khởi động lại khá lâu, các bạn cần phải kiên trì. Đợi một lúc thì nó sẽ có cái dấu cạch cạch. Sau đó thì camera nó sẽ quay các chiều ngang, dọc. Và sau đó nó dừng quay thì lúc đấy đã khởi động thành công. Và khi khởi động thành công thì ở trên cái phần trạng thái camera nó sẽ đổi thành chữ online. Đó. Thế sau khi online rồi thì các bạn có thể chạm vào để xem được. Ở đây mình sẽ giới thiệu thêm một số những cái tính năng cơ bản ở trên cái camera này. Đầu tiên là quay ngang cái khung màn hình ra. Tiếp theo phần quan trọng nữa là phần chuyển đổi về cái độ nét. Các bạn nhìn trên cái biểu tượng mình sẽ chọn độ nét. Ở đây mình sẽ chọn sang cái phần 2, độ nét cao nhất. Đó, nó đã thay đổi độ nét rồi.
Còn các cái nút tiếp theo thì các bạn nhìn thấy cộng trừ này, nó phục vụ cho vấn đề zoom. Các cái camera nó có tính năng zoom thì nó sẽ zoom được, còn camera mình đang thử nghiệm đây thì nó không có tính năng zoom, vì vậy nó không zoom được. Tiếp đến là cái phần ghi hình trực tiếp lên thiết bị di động, chụp ảnh, mic. Khi bạn bật mic này lên thì bạn nói vào điện thoại, âm thanh nó sẽ phát ra ở camera và loa. Cái loa này thì khi mà bạn bật lên thì bạn sẽ nghe được tất cả các cái âm thanh ở nơi mà đặt ca. Ở phía bên trên thì là cái nút điều khiển của cái cổ quay thôi. Cái điều khiển cổ quay thì mình cứ sử dụng bằng cái trượt trên màn hình, mình vuốt sang trái hay là vuốt sang phải hay là lên xuống để mà xem được cái camera nó quay lên quay xuống. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay lại cái phần setting để tìm hiểu thêm các cái tính năng. Chọn cái nút bên phải tiếp và setting. Ở đây sẽ có phần đổi tên camera này, xóa camera, wifi setting thì vừa nãy phần đổi wifi các bạn đã biết rồi. Modify password, cái này đổi cái mật khẩu mặc định. VStarCam thì luôn có mật khẩu mặc định là 6 số 8. Các bạn cần phải đổi qua cái mật khẩu khác để cho tránh tình trạng là người khác người ta biết thì người ta có thể truy cập vào camera của các bạn. Tiếp đến là cái cảnh báo chuyển động, thời gian của cam. Cái này rất quan trọng, các bạn cần phải thiết lập cái GMT+7. Ở đây mình đã thiết lập sẵn cái GMT+7 rồi. Thế nhưng mà mặc định của camera thì nó sẽ là GMT+8, luôn luôn lệch 1 giờ so với giờ Việt Nam. Nếu không thì các bạn sẽ bị lệch giờ. Đó, chuyển về GMT+7 là đẹp rồi. Ở phần dưới thì phần thẻ nhớ cũng như là các cái phần firmware thì nó cũng không quan trọng lắm. Như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn các cái tính năng cơ bản của ứng dụng Vistron chạy cho camera VStarCam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau.